Rồi tiếp theo là cái lô này là 6 cây 300 nha. Đầu tiên một cái cây hồng ngọc mai này nha, đang ra hoa này nha, cái này siêu mini nha. Đây là một cây sơn liễu nha. Đây là một cây trà phúc kiến giống mới nha. Đó, rồi đây là một cây sâm núi trái nha, nó siêu mini nha. Đó, cái lá nó chút xíu luôn rồi này, nó già quá lá chút xíu luôn. Rồi bốn em, đây là một cái cây trà phúc kiến nha. Đây nè, nó quái lắm nha, nó đang ra bông ra trái nè, thấy chưa, thấy cái trái nó chưa, ra rất là nhiều bông nhiều trái luôn nè. Đó, thấy chưa. Rồi 5 cây phải không, còn một cây nữa nha. Đây, đây đây, còn một cây này, cây mới mới dữ hơn rồi nha, cây trăng sen này nha. Lô này bán giá hữu nghị nha quý vị nè, thấy chưa. Ở cái cây này không cũng 100.000 rồi nha quý vị. Trăng sen này còn mấy cây tôi bán dân nghệ chơi thôi nha quý vị. Rồi một cây trăng sen nè, một cái trà phúc kiến nè, bốn em này nữa nè, đó đủ thứ hết trơn luôn rồi nha. Rồi 300.000 đó, ông nào có nhanh chân vô thì mua, đừng có yêu cầu tôi quay gì nữa hết trơn nha, tôi quay lên gì mua nấy đi, không có phục vụ được đâu, không có thời gian hứa rộng quay được, mất công phiền phức lắm. Rồi 6 cây ba sĩ xuống quý ơi.